tôi muốn chết. Lão già rồi, chân tay cứ mỏi nhừ thế này. Ơ trời ơi, ông già, tâm thần già này đã tàn tạ thế rồi sao? Không một người thân. Trời ơi, sao số ta lại khổ thế này? Toàn thân mình cứ ê ẩm thế này chứ, bị cảm rồi sao? Bó củi vậy, còn mỗi mẫu sắn này cô mà ăn thôi, không thì cũng mất, lấy sức còn làm nữa chứ. Ba ơi, ba nghỉ chút đi, để mình con đẩy được rồi. Để ba đẩy cùng cho con đỡ mệt. Ta không thể kham nổi cuộc đời này nữa. Trời ơi, mong sao thần chết đến đưa ta đi. Ta muốn chết. Lão già, lão chưa gọi ta đúng không? Lão cần gì? Lão cần gì? Thần hỏi, làm ơn làm phúc, xốc bó củi này lên vai giúp tôi. Mỗi người có một cuộc sống riêng, mình không nên so bì với cuộc sống của người khác. Dẫu sao, được sống đã là một điều hạnh phúc rồi. Thật may vì ta vẫn được sống.
Lời tưởng niệm trên đá. Mẹ ơi, chưa bao giờ con thấy bão biển lớn thế này. Con sợ. Con trai đừng sợ, có mẹ đây mà. Con sợ ba sẽ giống như ba bạn Tâm, ba bạn Nam, các chú ấy cũng đi biển như ba và không bao giờ trở về nữa mẹ ơi. Con đừng lo, nhất định ba sẽ bình yên trở về với mẹ con mình mà. Lần này ba về, con sẽ không cho ba đi biển nữa đâu. Kìa, về rồi, cuối cùng cũng đã bình an trở về rồi. Mẹ ơi, thuyền của ba ở đằng kia kìa. Ba về rồi, ôi thích quá. Ba ơi, ba đừng đi biển nữa nha. Từ trước đến nay, đây là lần đầu mình ra biển gặp bão lớn thế này, nên con lo lắng cả đêm không ngủ tí nào đấy. Ba về rồi mà con trai, thôi nín đi nào. Tôi tranh thủ ra bãi sửa thuyền một lát nhé. Vâng, mình về ăn tối đúng giờ nhé. Ừ, ba lại ra biển à? Ba đừng đi. Ba ra sửa lại thuyền thôi mà. Con có muốn đi cùng ba không? Dạ có. Minh, ba đã bình yên trở về. Sao trong con vẫn buồn bã như vậy? Bão biển lớn như vậy. Con sợ có ngày ba cũng không trở về như ba của bạn Tâm, bạn Nam gì đó. Bão là một phần của biển cả rồi con, tránh sao được. Dù có nguy hiểm nhưng đó là công việc, sự nghiệp của ông cha để lại. Cha ông chúng ta đã không bao giờ khuất phục trước biển cả con ạ. Ba cũng thế, và sau này con cũng thế. Nhưng sau này con không ra biển đâu. Được rồi, theo ba. Con trai, con đọc cho ba dòng chữ trên bi đá kia được không? Tưởng niệm những người đã và sẽ ra đi trên biển. Con hiểu lời trên tấm bia này thế nào? Đó thật là những lời đau thương ba ạ. À, không phải đâu con, nó có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại đấy. Đây là những lời thể hiện sự dũng cảm. Nó chứng tỏ những người dân làng chài ta sẽ không bao giờ khuất phục biển cả. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn không chùn bước mà luôn tiếp tục sự nghiệp của mình con ạ. À, con biết không, cách đây 20 năm, khi một cơn bão khổng lồ bất ngờ kéo đến, ở làng mình có rất nhiều người đã vĩnh viễn ra đi không trở lại. Ông nội con cùng hai bác cũng ở lại với biển từ ngày đó. Ba cũng đã rất đau buồn và sợ hãi. Nhưng bà nội khi đó, con trai, dù biển có cướp đi của con những người thân, biển cả có dữ dằn, nhưng biển cả cũng chính là nơi cho ta sự sống. Đừng vì sợ hãi mà lẩn tránh, con phải tiến lên và tiếp tục sự nghiệp của cha và các anh con để lại. Cũng năm đó, làng ta đã làm tấm bia kỷ niệm này với quyết tâm dù có mất mát, có đau khổ, nhưng cũng không bao giờ lùi bước con ạ. À, những lời đó để tỏ lòng kính trọng và tôn vinh những con người dám sống, dám chết trên biển. Với dân chài quê mình, biển khơi là sự sống mình ạ. À, biển khơi là sự sống ạ. À, con trai, nếu ba hay bất kỳ ai ở làng chài này có ra đi và ở lại với biển khơi thì cũng không bao giờ đơn độc, vì mọi người đã ngã vào vòng tay của cha ông đi trước rồi con ạ. À, các con thuyền có thể hư hỏng, những mất mát về tài sản là mất mát chúng ta có thể làm lại, nhưng nếu chúng ta mất đi dũng khí, chúng ta sẽ mất đi tất cả mình ạ. À, người có dũng khí dù trong hoàn cảnh vật lộn với sóng to gió lớn cũng không bao giờ khuất phục. Còn kẻ hèn nhát thì dù có trời yên biển lặng cũng chết chìm con ạ. À, nào con trai, bây giờ con có thể tin vào ba rồi đấy. Còn sau này hãy tin vào chính mình con nhé. Dạ, con nghe lời ba ạ. À, bí mật của con. Alo, tôi Tùng nghe đây. Vâng, chào thầy, tôi là bà của học sinh Hương ở lớp 5A1.
À, vâng, chào bác. Bác gọi cháu có việc gì không ạ? Vâng, tôi có chuyện muốn nhờ thầy. Chuyện gì vậy bác? Bác cứ nói, cháu nghe đây ạ. Vâng, tôi vừa nhận được điện thoại của trường thông báo về khoản đóng tiền ăn trưa cho cháu Hương. Nhưng từ trước đến nay, ngày nào Hương cũng chuẩn bị bữa trưa cho cháu mang đến trường. Không hiểu sao tháng vừa rồi lại phát sinh khoản tiền ăn trưa này. Thầy có thể giúp tôi tìm hiểu việc này được không ạ? Vâng, được rồi. Cháu sẽ để ý đến Hương. Có gì cháu sẽ gọi điện cho bác biết ạ. Vâng, cảm ơn thầy nhiều ạ. Thật là lạ, Hương là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, lại lễ phép. Chắc chắn không có chuyện cô bé đổ bỏ cơm của bà đi được. Em chào thầy ạ. Hương đấy à, em ăn trưa chưa? Dạ, em ăn rồi ạ. Vậy em vào phòng thầy, thầy có chuyện muốn hỏi em. Hương, em có chuyện gì ở trường muốn kể cho thầy nghe không? Dạ, không có gì ạ. Thế thầy hỏi, tại sao em lại phải mua cơm trưa ở nhà ăn ở trường? Dạ, em mua để ăn ạ. Vậy cơm mà bà em đã chuẩn bị sẵn ở nhà đâu? Em không thích những món ăn ấy, em thích ăn cơm ở nhà ăn của trường cơ. Thế sao em không bảo để bà không chuẩn bị đồ ăn nữa? Dạ, nhưng em vẫn muốn ăn thêm vào buổi chiều ạ. Hương, sự thật không phải như vậy đúng không? Vậy tại sao từ trước đến nay em không bao giờ mua cơm trưa ở trường, mà một tháng trở lại đây em lại mua chứ? Chỉ là do một tháng gần đây em thấy đói nhiều hơn trước ạ. Thôi được rồi, em về lớp đi. Mình rất thích ăn rau xào bà cậu làm, ngon tuyệt. À, vậy mai mình sẽ bảo bà mình làm thêm cho cậu nhé. Nhưng như thế có làm phiền bà cậu không? Phiền gì đâu, mình nói mình thích cái gì bà cũng làm ngay. Mà những món đó thật ra mình cũng chả thích đâu. Kia hình như là cậu học sinh lớp cô Linh mà. Cô Linh? Dạ, thầy Tùng đấy ạ. Có chuyện gì không thầy? Cậu bé kia có phải là lớp cô không nhỉ? Cô có biết tại sao các bạn khác đều vào nhà ăn, ăn trưa mà thằng bé lại ngồi một mình ăn bánh mì thế không? Hay, nghe nói nhà cậu bé rất nghèo thầy ạ. Cậu bé không có tiền mua suất ăn trưa ở trường mà ngày nào cũng ăn bánh mì thôi. Trường chúng ta có quỹ giúp đỡ những bạn học sinh khó khăn cơ mà. Có chứ, hàng tháng nhà trường có trợ cấp tiền học cho cậu bé. Nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu với gia cảnh nghèo khó của gia đình cậu cả. Con chào ba, con đi học ạ. Hương, đồ ăn của con này. Dạ, con cảm ơn ba. À mà bà ơi, mai bà làm cho con thêm nhiều rau xào nhé, con thích ăn lắm. Ừ, bà biết rồi, hôm nay bà đã làm thêm rồi đấy. Thật phải sao? Làm sao bà biết ạ? Bà biết cháu gái của bà thích ăn gì chứ. Thôi, đi học nhanh kẻo muộn nhé con. Dạ, con cảm ơn bà ạ. Chuyện nhà ếch. Tôi mới đi vắng vài hôm mà anh đã chiếm nhà tôi. Sao anh tráo trở vậy? Hàng xóm láng giềng bao lâu mà anh làm thế được à? Này anh, ngoa vừa thôi nhá. Nhà anh hôm lũ về đã đổ sập rồi. Nhà này là nhà tôi mới xây cho các con tôi ở. Anh đừng có mà nhận sằn nhận bậy. Hôm nay có sống chết gì tôi cũng không để cho anh cướp nhà đâu. Cứng giọng gớm nhỉ. Cái thứ nhà anh thì có vỏ gì ngoài cái vỏ hèn nỏ mồm. Ăn càng nói tục mà dọa người cơ chứ. Cái gì? Nhà anh bảo ai hèn? Một vừa hai phải thôi nhé. Đã thế hôm nay tôi quyết sống mái với nhà anh một phen.
chẳng thấy hôm nào không nghe thấy nhà ếch chí chóe với nhau. Hôm nay lại còn được xem đấu võ trực tiếp nữa chứ. Trả đây, trả đây. Sao lại ăn cướp của ban ngày thế? Không trả. Ai làm chứng là của ngươi mà bảo ta cướp? Có giỏi thì đuổi theo mà lấy lại. Các cậu ơi, giúp mình với. Ừ ừ, đuổi theo ếch xanh đi. Cậy lớn ức bé thật là quá đáng. Nhà ếch nâu kia, đừng có cậy đông bắt nạt con nhà người ta nhé. Chị đừng có dựng chuyện giữa ban ngày như thế. Chính con chị bắt nạt con tôi trước thì có. Con hư tại mẹ cả thôi. À à, nhà chị dám chụp mũ tôi như thế à? Nhà ếch lại cãi nhau rồi. Chẳng cho cái khu đầm này lấy một ngày bình yên. Đúng thế, họ nhà ếch thật là lộn xộn. Các anh chị dừng lại đi, làm xấu mặt cả họ ếch rồi đấy. Thiên hạ họ đang cười vào mặt kia kìa. Trước đây họ ếch nhà ta chỉ có vài gia đình, thì nhà nào nhà nấy không khí vô cùng ôn hòa, yên ấm. Gần đây số ếch tăng lên mà ai cũng hiếu thắng. Chẳng có ngày nào mà họ ếch không cãi nhau điếc tai hàng xóm. Bác đây nói đúng đấy. Có lẽ vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta không có lấy một người đứng đầu để cai quản nên mới thế. Để tôi đi báo tin cho cả họ. Ngày bây giờ sẽ triệu tập một cuộc họp để bầu ra người đứng đầu cai quản mọi việc. Ý kiến hay. Đúng đấy. Tôi có ý kiến thế này. Bác ếch già là người đáng kính nhất trong họ. Lời nói của bác nhiều người nể trọng. Vậy tôi đề nghị bác hãy nhận làm người đứng đầu cai quản mọi việc trong họ. Ai đồng tình với tôi thì hãy đứng về phía bên này. Không được. Chọn người đứng đầu đâu có dễ như thế. Đúng vậy. Không chọn theo ý cá nhân như thế. Bọn này phản đối. Thôi. Các anh muốn bác bỏ thì phải đề xuất ý kiến đi chứ. Cứ sấn sổ như thế phỏng có ích gì. Bọn này nhất định không đồng ý để cho ông ếch già lẩm cẩm đứng đầu đâu. Đồng ý. Lời cầu nguyện đã linh nghiệm, thủ lĩnh của chúng ta đến rồi. Thưa thủ lĩnh đáng kính, chúng tôi ở đây. Một mớ mồi ngon đây. À, chạy mau đi. Trời ơi, đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Giờ thì khó mà yên thân được nữa. Ngày ngày, thủ lĩnh kia nó đến, còn ai dám thò đầu lên được nữa. Rõ là cãi nhau cho lắm vào. Khi người đời đều nghĩ như nhau. Lâu rồi, thần mới có dịp đi dạo cùng bệ hạ trong khu vườn này. Mỗi lần đến đây, thần cảm thấy rất thanh thản. Kìa, bệ hạ nhìn xem, cây tùng kia năm trước còn nhỏ xíu, giờ đã cao cả chục thước rồi. Hôm nay trong sắc mặt bệ hạ có vẻ không được tươi. Chẳng hay người có tâm sự gì chăng? Tể tướng, khanh cũng biết rồi còn gì. Mấy hôm nay lên triều, hễ cứ bàn tới chuyện gì là văn võ bá quan mỗi người một ý, tranh luận bàn tới bàn lui mà vẫn chưa chọn được giải pháp nào. Việc phải xem xét chọn lựa những ý kiến của bọn họ khiến ta quá thật là đau đầu. Ôi hoàng thượng anh minh, nhất định người sẽ có quyết định đúng đắn nhất. Người cứ nghỉ ngơi vài hôm cho bớt căng thẳng nào. Ừ, có lẽ phải vậy thôi. Các quần thần mà một lòng một ý giống nhau có phải đỡ mệt cho ta không? Thưa bệ hạ, sẽ chẳng bao giờ có điều đó đâu ạ. Mọi người luôn có những suy tính khác nhau về từng công việc. Họ chỉ suy tính giống nhau khi động tới tư lợi của họ mà thôi. Làm gì có chuyện đó, mỗi người mỗi khác, sao lại có suy nghĩ như nhau được? Ta không tin. Bệ hạ không tin ư? Nếu bệ hạ băn khoăn về điều này, thì ngày mai thần sẽ chứng minh cho người xem. Tiện thể cũng là để bệ hạ thư giãn cho bớt căng thẳng nghe bà. Được, vậy để xem khanh sẽ chứng minh như thế nào nha. Bệ hạ cho thần mượn cái bể chứa nước lớn trong vườn kia. Thần sẽ xả hết nước đi, rồi sẽ lệnh cho quần thần và dân chúng trong thành. Mỗi người phải đem một bình rượu đầy để đổ vào bể chứa đó. Ồ, việc này có thể chứng minh điều khanh nói sao? Thưa vâng, vậy khanh hãy làm ngay đi. Tự nhiên tể tướng bắt chúng ta đổ rượu vào cái bể kia làm gì nhỉ? Triều đình làm gì mà cần nhiều rượu thế nhỉ? Ừ, kể cũng là. Thôi, mau về mà chuẩn bị rượu đi thôi.
Hãy cùng thần đến xem bể rượu mà thần thu gom được nhé. Nào, ta đi xem ngươi sẽ chứng minh được điều gì với cái bể rượu đó nha. Dạ, mời bệ hạ thưởng thức rượu mà thần thu gom được. Hả? Rượu gì mà như nước thế này? Mà đúng, toàn là nước, sao lại như vậy nhỉ? Thế tướng, thế này là thế nào? Chẳng phải ngươi bảo mọi người đổ rượu vào đây, sao bây giờ lại toàn là nước vậy? Ồ, quả thật không nằm ngoài dự đoán của thần. Xin bệ hạ đừng trách tội dân chúng. Đó là điều thần muốn chứng minh với bệ hạ. Được, vậy ngươi hãy nói xem, tại sao lại như vậy? Ồ, điều này thì phải hỏi chính những người dân, bệ hạ sẽ rõ. Người đâu? Hãy đi bắt vài người dân lên đây. Dạ, tuân lệnh thể tướng. Các ngươi có biết các ngươi bị bắt vì tội gì không? Dạ, xin tể tướng tha mạng. Xin tể tướng tha mạng, tiểu dân trót dại đã không làm đúng theo lời ngài, đã đổ nước vào bể rượu ạ. Các ngươi thật to gan, các ngươi tưởng qua mắt được ta sao? May mắn cho các ngươi là hôm nay ta rộng lượng không trách tội. Nhưng các ngươi phải nói thật, tại sao lại làm như vậy? Dạ thưa ngài, tiểu dân làm vậy là vì nghĩ rằng cá một bể rượu thì rất nhiều, nếu mình đổ một bình nước vào đó thì cũng như muối bỏ bể, sẽ không ai biết được ạ. Dạ, tiểu dân cũng nghĩ vậy ạ. Trẫm hiểu rồi, hóa ra là khi động tới lợi ích, người ta đều nghĩ như nhau. Tể tướng à, khá khen thay, khanh đã cho ta thấy một điều rất thú vị. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.